Giá cà phê hôm nay ngày 22 tháng 1, nhận định giá cà phê tuần này, khó cho Robusta. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 71.500 đồng kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 72.500 đồng kg. Tại huyện y a Leo, Đá Lắng, Quân Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 72.400 đồng kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 72.400 đồng kg tại Gia Nghĩa và 72.300 đồng kg ở Đắk Rờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 72.300 đồng kg. Chư Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 72.200 đồng kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 72.300 đồng kg thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần trước, giá cà phê trong nước tăng 1.200 đến 1.500 đồng kg tuần qua. Sự ách tắc vận tải biển khiến các tuyến hàng hải thế giới vận chuyển hàng hóa chậm lại. Điều này thúc đẩy các thị trường hàng hóa tăng giá, đặc biệt là mặt hàng cà phê từ các sản xuất châu Á vận chuyển sang châu Âu phải đi vòng qua Nam Phi làm tốn kém thêm thời gian và các loại chi phí. Giá cà phê Robusta kỳ hạn tại London lên mức cao mọi thời đại, hỗ trợ giá cà phê trên cả hai sàn tăng trong tuần qua, còn có thông tin thời tiết các vùng cà phê Arabica chính ở miền Nam Brazil hiện vẫn thiếu mưa, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng trong vụ mùa sắp tới vốn sẽ là vụ cho năng suất cao theo chu kỳ 2 năm 1. Giá tiêu hôm nay ngày 22 tháng 1, giá tăng cao, nông dân phấn khởi trước vụ thu hoạch tại tỉnh Đắk Lá, Đắk Nông. Giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 82.500 đồng kg tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 80.000 đồng kg, trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.500 đồng kg, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 81.500 đồng kg, còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 82.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua tổng kết tuần trước giá tiêu tăng 2.000 đồng kg. Bằng tầm này năm ngoái, giá tiêu hiện tại đã tăng trung bình 22.000 đồng kg. Nhận định về thị trường tuần này, chuyên gia đánh giá đã tăng đến từ các đơn hàng mua gom trước khi Việt Nam bước vào kỳ nghỉ Tết nguyên đáng. Lực tăng sẽ không mạnh. Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đáng năm nay, vụ thu hoạch rộ sẽ diễn ra tại các địa phương trọng điểm. Hiện một số vùng tiêu chính sớm đang cho thu hoạch với giá đầu vụ cao và tồn kho thấp giúp người nông dân phấn khởi khi vào vụ mới. Ghi nhận của báo đáng nông, giá hồ tiêu trên địa bàn tỉnh đang đạt mức khoảng 82.000 đồng mỗi kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 35.000 đồng kg. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều năm qua. Đáng nông hiện có 34.000 hecta hồ tiêu, sản lượng gần 70.000 tấn. Những năm qua, việc canh tác hồ tiêu đã có nhiều chuyển biến tích cực, chuyển dần sang hướng hữu cơ và đa dạng sinh thái vườn cây.